Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Cái tai nghe này của Oki, hàng chính hãng nha. Con này đang được bán chính thức tại Oneway. Và các bạn biết không, mức giá của nó chỉ có 420.000. Tức là một cái tai nghe chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 400.000. Nó còn là hàng chính hãng, đến từ thương hiệu xịn sò là Oki. Thế thì nó sẽ mang lại trải nghiệm như thế nào? Ok, chúng ta sẽ nói một cách kỹ hơn trong video của ngày hôm nay. Và trải nghiệm cái tai nghe này thì mình thấy cũng có khá nhiều thứ thú vị và mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Đầu tiên thì với bất cứ một mẫu tai nghe nào thì mình cũng khuyên mọi người là nên đọc cái này một tí trước đã. Đọc cái hướng dẫn sử dụng như thế nào, quick start như thế nào này, hay là một vài những thao tác chạm các thứ của nó như thế nào này. Nói chung á, là các bạn nên đọc những cái sách hướng dẫn sử dụng như thế này. Nó không phí của bạn tí xíu nào đâu, bởi vì sẽ có những thao tác mà các bạn phải đọc hướng dẫn thì các bạn mới biết. Chứ nếu không á, thì nó tù mù lắm. Đừng có tự tin vào khả năng của bản thân. Như mình đây này, mình còn phải đọc sách hướng dẫn sử dụng giấy mồ luôn đi chứ. Ok, rồi đây, tai nghe của chúng ta đây. Ui, nhìn hay phết nhỉ. Rồi, bên dưới này chúng ta sẽ có một cái cáp sạc và có lại thêm một cái user manual nữa. À, cái này là hướng dẫn chi tiết hơn và thông số ở đây. À, đây, chúng ta sẽ có thông số ở đây này các bạn này. Một vài những cái quan trọng nhé. Ví dụ nó có Bluetooth 5.3 này. Ví dụ nó có cái độ nhạy là từ 105dB đến khoảng 1kHz này. Rồi giải tần đáp ứng là 20Hz đến 20kHz này. Microphone loại MEM và pin sẽ vào khoảng tầm 4 tiếng. Và xem nào, nặng chỉ có 7g thôi. Ui, được quá nhờ. Kỳ vọng đấy. Ok. Rồi, và cái thời lượng pin của chúng ta sẽ tổng vào khoảng tầm 20 tiếng các bạn nhé. Rồi, thì mấy cái này thì hầu như là người ta nghe chuôi led nào bây giờ nó cũng giống nhau rồi. Thế thì cái này nó có cái gì hay? À, nhắc qua đến cho các bạn một chút xíu thì con này có cái tên đấy là Move Air nha các bạn nhé. Tên của nó này, Move Air. Nó gọi là M2 đấy các bạn ạ. True EP M2. Thì phải nói một điều đấy là nhìn cái case này của chúng ta khá giống như kiểu con AirPods Pro nhưng mà phiên bản nhỏ hơn một tí. Và nó được làm cái case dạng trong suốt. Và phải nói một điều bất ngờ là trong cái tầm giá chỉ khoảng tầm 400.000 mà làm quả case đẹp thật sự nhở. Ui, được lắm luôn anh em. Ô, nhưng mà con này nó lại không theo cái kiểu dạng thiết kế ngàm 500 để hít nó vậy. Mà chúng ta sẽ có một cái ngàm ở đây, một cái khớp ở đây, ấn vào cho nó chắc lại với nhau, lúc nào sử dụng thì mở nó ra. Ờ, hay phết nhở. Cũng được, tính ra một cái tai nghe giá rẻ thì thay vì việc làm nam châm mà nó không được chắc chắn cho lắm á, thì thôi, làm cái ngàm như này hóa ra nó lại ổn định. Nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn cái ngàm này sẽ bị nhờn ra, lờn ra các bạn nhé. Nên là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý. Đấy, chúng ta sẽ có một cái logo chữ E đây nhỏ nhỏ thôi này. Và logo Oki, dùng cổng sạc Type-C. Và trên này chúng ta cũng không có bất cứ một cái nút nào để chúng ta có thể reset được nhanh các bạn ạ. Ok, rồi, thiết kế của cái tai nghe này thì nó theo kiểu đấy là earbud. Và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không có bất cứ một cái vòi in-ear nào mà đi vào hốc tai cả. Và nhờ thế, cái cảm giác đeo trên tai của cái mẫu tai nghe này là siêu dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy không? Đeo rất thoải mái như thế này. Và mình nhận ra một điều là cái thiết kế cái phần cong cong ở đây này, nó khá giống với cả kiểu của con AirPods 3. Và cái cảm giác đeo của nó thì cũng khá là tương tự. Thậm chí là mình còn thấy là cái độ fit tai của cái housing này nó fit vào hốc tai. Riêng đối với bản thân mình nhá, là nó thực sự rất là phù hợp. Và khi đeo vào nó cũng sẽ có một cảm giác chắc chắn nhất định. Và nó là một cái điểm cộng về cái mặt trải nghiệm cảm giác đeo. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái miếng nó lõm lõm vào xíu này. Chỗ này là cái vị trí cảm ứng của chúng ta. Và các bạn sẽ cũng chạm vào góc đây. Nó sẽ tránh cho cái việc đấy chúng ta lâu lâu mà đeo tai nghe như này muốn chỉnh lại ở trên. Đấy, thì nó sẽ dễ chạm cảm ứng phần trên. Thì bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái cảm ứng xuống phía bên dưới. Đó, nó sẽ khác đi một chút. Và nó cũng sẽ mang lại một trải nghiệm mà nó khá giống với cả AirPods. Nhưng mà AirPods nó là cảm ứng lực, các bạn sẽ cần phải bóp. Cái này thì chỉ cần chạm cảm ứng thôi. Cũng hay ho, ra trò, đúng không? Rồi, thế thì cái điểm chấu sạc cũng sẽ là phía bên dưới, giống hệt như cách làm của AirPods. Làm theo AirPods công khai luôn à? Hay quá nhờ. Cái tai nghe này thì cơ bản mình thấy là nó cũng có khá đầy đủ những cái công nghệ mới. Như mình đã nói là nó có Bluetooth 5.3 này, nó có thời lượng pin liên tục khoảng 4 tiếng và hộp sạc lại thêm tầm 4 lần nữa, tức là tổng loanh quanh đâu đó khoảng 20 tiếng. Và rõ ràng với một cái mẫu tai nghe như thế này thì các bạn cũng hiểu một điều là cái cảm giác thoải mái nó mang lại mới là sự tuyệt vời nhất của nó. Mỗi bên chỉ có khoảng 7g, siêu nhẹ luôn. Và cái chất âm của nó
thì như mình đã trải nghiệm trong một khoảng thời gian thì cái nền âm của con tai nghe này nó vẫn hơi tối nhẹ, và cho dù nó là earbud nhưng mà cái lượng bass nó đáp ứng ở mức vẫn đủ nghe chứ không phải là quá ít giống như phần lớn những mẫu tai nghe kiểu earbud trong cái tổng giá rẻ như thế này. Có một cái mà các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý là khi mà chúng ta mở mắc âm lượng cái con này thì với một vài những bài nhạc các bạn sẽ có cảm giác như kiểu là tiếng nó hơi bị vỡ nhẹ, chúng ta hay dùng cái từ dân dã nên nó bị rẻ ấy. Nhưng mà không phải bài nào cũng bị. Và các bạn cũng hiểu một điều đấy là đây là một cái mẫu tai nghe kiểu earbud, thế nên là cái kiểu âm lượng của nó làm thì nó cũng sẽ to hơn bình thường một chút xíu để cho cái âm thanh vào đến tai của bạn nó được phủ một cách tốt hơn, cũng như cái trải nghiệm về cái giải âm nó mang lại cũng ok hơn. Cơ bản thì nền âm hơi tối nhẹ và cái cảm giác đeo cũng như cái kiểu âm thanh nó là nịnh tai dễ nghe. Giải mid của nó cũng thể hiện ở một cách vừa phải, vocal thể hiện ở mức trung bình khá, giọng hát giọng nói cũng thể hiện một cách khá là rõ ràng mạch lạc. Và nếu như các bạn muốn nghe giải chi tiết thì đây mới là cái giải âm mà con tai nghe này không thực sự đáp ứng tốt được cho các bạn mà thôi. Nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì nó là một cái mẫu kiểu earbud mà là còn là một cái mức giá rất là rẻ thì chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi được cái giải chép trong cái phân khúc mức giá này. Muốn có giải chép ngon chắc chắn các bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn hơn rất nhiều. Đây là cái điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận, bởi vì đây dẫu sao cũng vẫn là một cái mẫu tai nghe giá rẻ mà thôi. Nhưng giá rẻ nó còn là hàng chính hãng đến từ thương hiệu xịn sò là Aoki, nên mình cũng thấy cái điều này nó dễ hiểu thôi. Và một cái yếu tố cuối cùng nữa đó là với những cái thao tác cảm ứng ấy, thì các bạn nhớ đọc những cái sách hướng dẫn sử dụng phía bên trong. Thì chúng ta cũng có khá đầy đủ một vài những cái tính năng ở đây. Và một trong những cái nổi bật là các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có 3 cái profile âm thanh khác nhau. Đó là chế độ Music Mode này, Bass Boost này và Vocal Mode. Thì lúc này khi mà các bạn tùy chỉnh nó sẽ ra những cái kiểu âm khác nhau. Lúc này thì các bạn muốn nghe theo kiểu như thế nào tùy thuộc vào mục đích mà các bạn sử dụng, để mà nghe vocal kiểu kể chuyện này, hay là nghe postcard, hay là các bạn muốn nghe nhạc, hay là các bạn muốn nghe cho thật nhiều âm bass thì nó sẽ tùy chỉnh được ở đây. Tuy nhiên thì mình cũng nói thật với các bạn, nó sẽ chỉ là một cái bài toán xử lý về mặt phần mềm nhỏ nhỏ để tinh chỉnh lại một vài những cái thông số liên quan đến EQ, chứ để nói về thay đổi chất âm rất là nhiều và nghe nó hay hơn hẳn thì mình thấy là nó cũng không đến mức độ quá hay đâu. Nhưng mà tổng thể chúng ta vẫn có một cái mẫu tai nghe với mức giá chỉ khoảng 400.000, thiết kế rất đẹp, cảm giác đeo rất dễ chịu, micro thu âm cũng đủ tốt, và quan trọng nó còn là hàng chính hãng, thương hiệu xịn sò là Aoki. Vậy các bạn nghĩ sao? Hãy comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và đừng quên, OneWay cũng đang có chương trình tri ân cho những khách hàng cũ, cũng như chương trình sale đợt Noel cuối năm này. Link phía bên dưới, nhớ click vào để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì bye bye.